Tại sao Tuấn quay cái cây này? Đây là vườn của ba Đầy nè. Cái vườn này mọi người có nhớ có một lần mà Tuấn quay cái video mà Tuấn la thằng Đầy không? Đi làm thị trường riết rồi đến định kỳ không đổ xi luôn. Đó. 5-6 tháng không đổ mà cái vườn này là vườn làm sau. Nên dẫn đến là nó bị cái ngọn hồng. Ở vườn này bị ba cây. Nó bị. Thì lúc đó mới đổ. Đâu có leo lên bắt được đâu. Thì mới đổ xi. 1 lít pha với chục lít nước, 1 lít xi pha chục lít nước đổ. Nhưng mà lúc đó là mưa nhiều rồi, nên cái tai hại của cái việc mà đến định kỳ không đổ đó, nó nguy hiểm vô cùng đó. Nó ăn muốn gần gần như là muốn chết cái đứt cái ngọn này rồi, mà đứt cái khúc đó là biết bao nhiêu ký, quá trời cành luôn đó. Hên vẫn còn ai kịp đấy đó, nên bây giờ phải đổ lại lần 2 cho nó. Nên là trong mùa mưa mà dùng cái phương pháp này đó là chỉ trong mùa nắng thôi, chứ trong mùa mưa mà mưa nhiều nữa thì đâu có giải quyết được, đúng không? Nên là phải nhớ nha, phải nhớ cái định kỳ cái này. À, rồi ở đây có một cái cây nữa nè, như bản đồ nè. Mùa này nó lên rồi nè, đổ lại cho nó là nó nắng nhiều thì cái xi nó mới đi vào bên trong được, thì chúng ta không cần bắt nha. Nhưng mà nếu như mà nó gần giáp vòng rồi đó thì cũng phải chịu khó lên bắt, chứ nó giáp vòng cái là hả, khỏi cứu được rồi. Nó đứt cái mạch li be nè. Nó cái cây này nè, nó ăn cỡ này nè, nhưng mà vẫn thấy ghê không, giống như bản đồ Việt Nam không cả nhà đó. Nên xì mũ ha, này là phi tốt, là rất là đơn giản. Tại sao chúng ta tới định kỳ mà chúng ta không làm thì nó bị lại? Tại vì pH nó tuột xuống, mà giờ chất lượng nước mưa thì nó tệ rồi, đúng không? Đó. Rồi mấy cái con này sẽ chực chờ. Bây giờ cái phi top này hiện tại làm xi rồi, nhưng mà chúng ta quẹt chèn cũng có phi top nè. Đây là cũng có phi top nè, trên cái lá này cũng có luôn nè. Nó chực chờ sẵn, nó đợi cho pH mà thấp xuống một cái thì dịch trong cây nó thấp xuống một cái thì nó đạp liền. Cây này cũng nặng quá trời nè, lành hết trơn rồi nè, lành hết trơn, quá trời nặng rồi đó, thấy không? Cái cây bự vậy còn làm được, huống chi cái cây có mười mấy tháng tuổi mà lại nói xi không làm được cái này thì làm được cái gì? Bởi vậy nên khi mà các anh em đại lý mà đi thăm vườn nông dân á, nó có vấn đề là phải truy cho bằng ra. Tôi nói ví dụ nè, hôm qua ở dưới An Giang đó, cái vườn của anh ba đó, hôm qua là tôi giận tôi không uống nước luôn, quay phim không uống nước luôn. Tuấn vô Tuấn thấy một cái rằng là gì ạ? Tuấn thấy một cái là gì? Không có con trùng nào hết. Đất thì xanh rì. Thấy không? Này. Nè, ba cái cây này nè, nó nặng vậy nè. Đất thì xanh rì hà. Tuấn hỏi là bỏ cái gì? Bỏ cái gì mà không có trùng? Bỏ cái gì mà đất xanh rì? Không khai. Cuối cùng á buộc phải khai. Đi giữ chi, tự nhiên trên cái cây thì nó có vài cái con gì đó, nó cạp một miếng da vậy có sao đâu. Trong hàng ngàn cái cành nó cạp một chút xíu vậy. Lấy rì gen, pha với xi, đó, phun một phát. Sạch sẽ, không còn một con thiên địch, một con trùng, một con gì hết trơn hết trời. Nghe không? Cầu toàn hết chưa? Vậy tôi hỏi ông á, hỏi ông ba đó, trong người ông á, lâu lâu nó có cái mụn. Thì kệ nó này, nó lành chứ mắc gì người mình khỏe, trừ có khi nào mà HIV giai đoạn cuối nè, tiểu đường đoạn cuối thì nó mới lỡ loét chứ, về chầu trời chứ có gì đâu. Mà làm bao nhiêu tháng rồi phun vậy mà bị những cây gì, những cái cây mà giữ lại những cây suy, những cây càng suy chừng nào thì nó càng bị chừng đó, vì nó đâu có rễ đâu, nó đâu có rễ đâu mà làm nội sinh nó tăng được đó. Thấy chưa, giữ lại những cái cây vậy chi cho nó khổ vậy. Nên là mỗi nhân viên của Tuấn bây giờ trên cái nền tảng mà đào tạo đó, thì các em bây giờ cũng vậy, nó có nghiệp vụ lắm. Đó. Thí dụ, anh Tuấn ơi, em xài xi 3 tháng rồi mà dày. Câu đầu tiên của nhân viên Tuấn hỏi là bị cá vườn hay là bị vài cây? Bị vài cây. Đó. Hỏi coi video chưa? Coi rồi. Biết sao không? Giải thích ngược lại tôi nghe coi. Giải thích lại đúng y luôn. Vậy hỏi làm gì? Im. Nha, và sắp giao mùa nè, nó rất là nhiều côn trùng gây hại, không có sao cả. Còn ai lo lắng đó
thì thăm vườn thường xuyên đó. Rồi lấy cái công thức thảo mộc của cái công thức côn trùng của Thuận Thiên đó, rồi xử lý cho cây, phun cho nó. Nhưng mà yên tâm một điều là xài si mà trên 3 tháng là không có cái gì đâu, nó có một miếng thôi, không sao đâu nha. Nên là nông dân á, sau khi thành công rồi đó, không coi video nữa và bắt đầu là có cái vẻ là giống như là ta đây là am hiểu rồi đó. Đó nên là xong. Nên cái vườn của ông ba đó không bao giờ tôi về cái vườn đó nữa. Thôi vô nhà tụi em. Đây nè, cái chồi này nè, anh dặn nè, cái cây này nè, cắt này nè, cái chồi này, xong nó ra hai cái chồi này nè, đi lặt đi làm chi. Càng ở trên cao thì càng để nè, thì nó ra nè, thấy không? Thì mình chọn hai cái chồi, nó cái chồi này chọn một chồi thôi, cái loại chồi này mập nè. Nhưng mà nếu được á là chọn ở trên này, càng sát ở trên này nó càng non nè. Chúng ta chọn ở trên này là tốt nhất. Được chưa? Là như vậy chứ sao lại lặt bỏ nó đi nè. Nó quá đẹp rồi. Hả? Đó. Để trẻ hóa hai thân bình thường. À, hai thân rồi sau này lấy cái dây gì đó câu nó lại ha, rồi mới ngày nhả nó ra. Ở dưới này một cái 2 mét, trên này một cái nữa nè, 2-3 đoạn vậy là xong, có gì đâu. Nó trẻ hóa được cái cây, thấy không? Cây này là nặng lắm, nó chết luôn bây giờ nè, rạn da hết rồi nè. Được rồi, đúng rồi, cây đó cắt bỏ đi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. À, cho nó thở thôi, rồi sau này chọn cái chồi ở dưới. Để tao quay cái rễ. Đây, ra làm hẻm này mình vạch nào rễ quá trời rễ. Cây nào cũng rễ đúng không? Quá trời. Ông nó phình phải không? À, hay đẩy là nó phình hà. Nhiều lắm á. Hồi nãy nó lồi lên trên luôn hà. Nãy coi phiền nãy. Cái rễ là của cây này đúng không? Đúng rồi, cái rễ là của cây này nè. Nè, mê không? Đó. Trời ơi. Nói chung rễ là nó cũng có một quá trình nó ra rễ nó về. Đúng rồi. Nó sẽ khô, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, có giải thích trong video rồi. Nha, nó ra xong rồi, ra là ngọn nó ra xong rồi cái vi sắt nó ăn. Nó ăn cái đầu này đi rồi nó nứt nó nứt ra nữa. Nó thành hệ rễ thì nó có hệ cành. Nó đúng rồi này nè. Đúng luôn rồi này. Trời ơi, mê không? Mê không đây nè. Trời ơi, nè nè nè. Về về luôn nè. Trời ơi. Ôi trời, đừng làm nó gãy rễ. Ôi ôi, mê không? Mê không? Lú vậy. Wow. Là đọt non cho anh chuẩn bị lú. Cái gì? Cái gì? Tính có cái hệ rễ nè anh đấy. Đó. Đó, nó có cái hệ rễ này. Thì ở trên kia nó có hệ cành. Nghe chưa? Đó, là như vậy đó. Nó phải ra như vậy. Nghe chưa? Thôi đi vô, đi vô. Thì qua vườn chú Sáu Bờ nữa. Bữa nay bay flycam. Ủa cái vườn này không bay flycam hả? Chắc là để dành qua bay kia anh sợ. Tại vì cái đó tới, nó tới 40 triệu lần. Nên là ở đây nó hơi vướng, anh sợ. Nhưng mà đâu có sao. Lên chú Sáu quay cũng được. Này cái cây này là bị cháy lá, đó là nặng nhất nè. Hồi nãy đang đứng coi phim. Bây giờ thích không? Bây giờ đâu có cháy gì nữa đâu. Thấy chưa? Thôi.